Thưa sếp, chúng em hôm nay muốn nói đôi lời. Chuyện là một năm qua, chỉ nhanh mình làm việc hàng sai, xuất sắc hoàn thành mọi chỉ tiêu, cố gắng thật nhiều để lên hạn nhất. Năm tới các bên thi đua nhau kéo khách hàng, nào là về lãi suất tung khắp thị trường ngàn ưu đãi, khiến khách hàng ngày càng hoang mang, không biết lựa chọn về bên nào đây. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh em cùng sếp đồng lòng, ưu tiên đổi mới hành động, tiên phong cải tiến thủ tục, mình cùng cất cánh bay. LC bảo lãnh càng ngày, cho vay gọi vốn đều đều, niềm năng và profit nhiều thì thành tích mới cao, mới cao. Ao 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 ao. Từng ngày vội vội vàng đi qua, công việc ngày ngày càng vươn xa. Trên bàn tin BID vị trí nhanh, ta đây luôn luôn hoàn thành xuất sắc. Và màn hình TV đêm ngày chống chặt vào trong trí óc về một BID vị như mơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ. Năm ngoái chúng ta tham gia biết bao phong trào, thể dục cùng hội thao, tôi mới đẹp xuất sắc, nhìn vào đôi ca, tôi mới đẹp xuất sắc, bạn bè gần xa, không nhất nhì thì cũng được ba đây. Hôm trước có thông tin, hôm nay diễn văn nghệ, cả tên mình tham gia, hết giờ làm lại cùng nhau ca, mong muốn mình trở thành ngôi sao, bước mình được cùng nhau tỏa sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là hôm nay biểu diễn kiểu gì, hôm nay tỏa sáng kiểu gì, hôm nay biểu diễn nhiệt tình, mình làm sếp thấy vui. Năm nay tiền thưởng thật nhiều, thấu chi cạn xuống đều đều, vì vui được khắp mọi miền, mình cùng bút vẽ bay khắp nơi, khắp nơi. Hồi ngày ngày càng thêm vui, âm nhạc ngày ngày càng thêm hay, ta cùng nhau nhảy múa bên nhau cho hôm nay sao thật nhiều ý nghĩa. Một đôi hình đẹp trai đi cạnh bên đôi hình xinh gái, ta là một chi nhánh BIDV vui tươi xinh tươi, ôi đẹp quá mà, ôi đẹp quá mà, ôi đẹp quá mà, ôi đẹp quá mà, ôi đẹp quá mà. Ôi nhìn kìa anh Vân, anh Trung đẹp trai. Ôi nhìn kìa anh Long, chị Hiền thật tươi. Chị nhánh ta thật vui, thật là vui. Vội vội vàng đi qua, công việc ngày ngày càng vươn xa. Trên bàn tin BIDV, chị nhánh ta đây luôn luôn hoàn thành xuất sắc. Và màn hình TV đêm ngày chóng chặt vào trong trí óc về một BIDV như mơ như ly kem bơ, ôi thật bất ngờ về một BIDV như